Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hằng số. Hằng số thì có thể có kiểu là một trong các kiểu nguyên thủy. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ khai báo các hằng kiểu integer, kiểu long và kiểu double. Các bạn chú ý đối với kiểu long thì chúng ta thêm chữ l ở cuối, và kiểu double chúng ta sẽ thêm chữ f ở cuối. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ký tự đặc biệt trong Java. Thì một số ký tự như dấu nháy đơn, nháy kép có ý nghĩa đặc biệt trong Java, nên là chúng ta không thể sử dụng trực tiếp, và Java sẽ cung cấp cho chúng ta một số ký tự đặc biệt để thay thế cho các ký tự đó. Ví dụ để chúng ta hiển thị một cái dấu nháy trên thì chúng ta sẽ dùng cái dấu suộc và dấu nháy. Để xuống dòng chúng ta sẽ dùng suộc n. Để hiển thị cái chữ tab chúng ta sẽ dùng là suộc t. Và để hiển thị dấu nháy đôi thì chúng ta sẽ dùng suộc và dấu nháy đôi. Các bạn sẽ tìm hiểu qua một cái ví dụ sau đây. Thì trong cái ví dụ này chúng ta sẽ hiển thị lên một cái sâu là dòng đầu tiên, sau đó chúng ta xuống dòng bằng cách là chúng ta sử dụng cái ký tự đặc biệt là suộc n, xong chúng ta sẽ hiển thị trên cái ký tự là dòng thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ hiển thị lên ký tự a, và sau đó là chúng ta sẽ hiển thị là dấu tab ký tự b và lại dấu tab ký tự c. Chúng ta chú ý là ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái suộc t để chúng ta hiển thị lên ký tự tab, để chúng ta sẽ chạy cái ví dụ này. Thì ở đây chúng ta đã thấy dòng đầu tiên và dòng thứ hai đã được hiển thị lên, và các ký tự a b c đã được cách nhau bằng ký tự tab. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về biến trong Java. Để khởi tạo biến thì chúng ta sẽ khi khai báo biến thì chúng ta sẽ phải khởi tạo giá trị cho biến trước khi sử dụng biến đó, và biến có thể được khởi tạo động khi được gắn giá trị trong một cái biểu thức.